Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ trở lại với video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là review top ở server 216 Tượng Uyển Nhã. Thì ở server này các bạn sẽ biết là sẽ gặp với cụm 217. Thì hôm nay mình sẽ cùng xem sơ server 216 nha anh em. Thì đầu tiên server 216 sẽ có bang đầu tiên là bang Tà Thần. Thì acc của anh này sẽ là acc top 1 Tà Thần luôn nha mọi người. Bang tiếp theo là bang Tiếu Ngạo. Thì bang Tiếu Ngạo như đang thua bạch Tà Thần một vài phần nào đó. Thì ở trong cái việc gặp server thì sẽ có sự đổi mới rất là căng thẳng. Thì mình sẽ cố gắng mình review những trận công hành chiến ở trong thời gian tiếp theo cho mọi người nha. Thì về binh pháp thì binh giáp thì đầu tiên top 1 sẽ là Tượng Uyển Nhã top 1 với 30 binh giáp. Tiếp theo là Tiểu Long Nữ 26. Tiếp theo là Bon Bon, Bạch Lãng Nhách, Bảo Linh, top mở chiên giòn. Cái ông tấp mỡ chiên giòn này ông khoái ăn tấp mỡ lắm anh em. Ok, thì tấp 7 sẽ là Bách Hoa, Kiếm Củ Phương, Kiếm Củ Hoàng, Sóc Lợn, Chị Bảy Rồng, Đại Huynh, Nhục Bồ Đoàn. Ở server này khá là căng thẳng luôn. Thì tấp bạn thấy này, tấp bỏ xa những cái tấp khác tầm một binh giáp khá là dữ luôn mọi người. Thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình, là bên mình có bán thẻ SIM để các bạn tự nạp Solarbay và ngân hàng với tốc độ siêu nhanh. Và mình sẽ nhận trung gian đổi thông tin tất cả những sản phẩm của VNG, cũng như là các kèo solo mua bán ạc. Và mình sẽ nhận thu mua úp chân hồ bán bạc on server. Thì các bạn cần cứ liên hệ mình. Và đặc biệt anh top nào không có thời gian chơi, cần em úp tuyệt học tuyệt kỹ full tím full cam thì cứ liên hệ em. Và ở server nào các bạn đang có những trận hồng chiến nhiệt căng thẳng rất hấp dẫn giữa hai bang thì cứ liên hệ mình. Và các bạn đừng quên like, subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình sẽ không để bạn để lâu nữa, mình sẽ vào luôn video. Đầu tiên các bạn nhìn thấy này, của anh này, cây cung bậc 8 là nội công, tấn công, sát thương chí mạng, bỏ kháng kim, chí mạng, vật lý nội. Ồ, không tin được luôn, quá là ngon mọi người. Cây cung mát ốp luôn, vật lý nội, nội công, tấn công, bỏ kháng kim, trời ơi. Cây cung map up của server luôn em à, quá dữ luôn. Cây cung này là 10 trên 10 luôn. Cây cung này là bắn thì thôi nhức nách luôn nha mọi người ơi. Quá dữ quá dữ. Thì bây giờ khảm sẽ là nội công, tấn công, bỏ kháng kim, bỏ né. Thì Dương Môn Cung thì các bạn sẽ biết là Dương Môn Cung mạnh ở cái điểm là cái chiêu bắn ao e. Khi mà các bạn phá thùm thì khi các bạn khảm Dương Môn Cung thì rất nhiều bạn hỏi mình là Dương Môn Cung nên khảm theo hiệu ứng hay là theo đam. Thì đứng ở phương diện là một cái môn phái mà chuyên về đam và gây sát thương ở cái mà khoảng cách AoE, thì theo mình là nên ưu tiên full đam nha anh em. Full đam cho mình là hợp lý nhất, là tối ưu nhất. Còn các bạn đi hiệu ứng vẫn được, để tùy mỗi người thôi nha. Đi hiệu ứng thì Dương Môn sẽ rất hợp lý để cho những cái trận BK. Còn khi mà đánh quần chiến thì theo mình full đam vẫn là tối ưu nhất. Tiếp tục thì sẽ tới cái áo của anh này sẽ là vật lý nội, chí mạng, né tránh, kháng chí mạng, thân pháp, phản đòn, quá ngon. Hiện tại bây giờ bạn thấy này, rất nhiều anh top server luôn, và đa số những anh top đang build đồ thì ở trong dòng đồ ngoài những dòng công các bạn để ý sẽ có cái dòng thủ là kháng chí mạng là bắt buộc, nhưng mà phải có thêm dòng né tránh nữa. Là có nghĩa là hai dòng thủ là kháng chí mạng né tránh hiện tại đang được rất nhiều anh top săn đón luôn. Thì các bạn có thể lựa đồ theo cách này. Tại vì cách này hiện tại là đang hữu hiệu nhất luôn và được rất nhiều anh top ưa chuộng. Nên mọi người có thể theo cách này để build đồ nha. Tiếp tục về khảm sẽ là sinh khí, thân pháp, kháng chí mạng, né tránh. Đây, thì bây giờ bạn thấy không, đa số anh top bây giờ không khảm đỡ đòn nữa. Không phải đỡ đòn không ngon, nhưng mà hiện tại ấy, các bạn muốn full ba cái nó rất là khó, trong khi bây giờ các bạn full hai cái là kháng chí mạng và né tránh nó sẽ ok hơn. Còn nếu như bạn sau này các bạn full né tránh và kháng chí mạng rồi thì bắt buộc quay lại phải ép đỡ đòn, tại vì đỡ đòn cũng là một cái rất là ngon dành cho những cái phái mà gây sát thương liên tục, với đỡ đòn sẽ hữu ích nha. Tiếp tục mình sẽ tới cái nón của anh này sẽ là nội công, chí mạng, kháng chí mạng, né tránh, thân pháp, sinh khí, lại tiếp tục có kháng chí mạng và né tránh. Ad này build đồ quá kinh luôn, quá ngon.
thì khám cũng hệt vậy, sinh khí né tránh kháng chiến mạng thân pháp. Hệt này trong tống kim thì kinh khủng, thì mình sẽ cố gắng làm một cái video tống kim liên server cho mọi người xem nha. Hệt ngon quá. Tiếp tục sẽ là tới cái nhẫn. Cái nhẫn của anh này sẽ là nội công, chí mạng, né tránh, đỡ đòn thân pháp. Lại tiếp tục có né tránh anh em à. Cái nhẫn thì nếu mà có hai dòng thủ thì sẽ là dòng né tránh và đỡ đòn là ngon nhất nha. Né tránh, đỡ đòn miễn thương thân pháp. Ở đây quá dữ luôn, không gì phải chơi luôn. Ạc này kinh quá. Ạc này công thủ toàn viện anh em. Tiếp tục là về cái khảm công thì sẽ là nội công, tấn công, bỏ né, bỏ kháng kim cũng như vậy nha. Cái nhẫn dưới sẽ là nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, né tránh. Lại cứ tiếp tục né tránh. Hút sinh lực thì ở đây mình đã nói rồi, hút sinh lực ở level thấp thì nó chưa có tác dụng nhiều. Có nghĩa ở level thấp các bạn hút sinh lực ấy, các bạn sẽ cảm thấy là không bao nhiêu. Nhưng mà ở những level cao như những server đầu S1, S2, S3 thì hút sinh lực bắt đầu nó sẽ có hiệu quả rất là lớn luôn. Nên mọi người cần ép hút sinh lực ngay nếu mà những chơi những ở cụm đầu theo mình hợp lý nha. Còn ở những cái cụm sau ấy, các bạn chưa cái vòng hút sinh lực này, các bạn chưa có cần thiết up nha. Các bạn chỉ nên up cam và thủ theo mình nha. Tiếp tục là về cái bao tay. Cái bao tay sẽ là nội công, chí mạng, bỏ né, kháng chí mạng. Không có né tránh anh em à, không có né tránh, có né tránh là lụm tiền rồi. Như bao tay này cũng khoa quá là dữ luôn, công thủ toàn diện, quá dữ luôn. Thì khảm vẫn như vậy. Tiếp tục sẽ là cái dây chuyền. Cái dây chuyền là nội công, chí mạng, né tránh. Đây vừa mới nhắc không có né tránh, lại có né tránh. Và thân pháp có né tránh luôn em, đỡ đòn miễn thương, quá ngon cái dây chuyền 18. Quá dữ luôn, bạn của anh này chịu chơi và chịu tư quá kinh khủng. Tiếp tục là cái ngọc bội. Ngọc bội sẽ là nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, né tránh, đỡ đòn. Trời ơi, phải nói là cái hạt này đồ đẹp như vẽ tranh anh em. Công thủ quá toàn diện luôn, không cần gì phải bàn cãi. Tới cái yên đái sẽ là nội công, chí mạng, né tránh, kháng chí mạng. Tiếp tục mọi người, hai dòng thủ tiếp tục, hạt này né tránh khá là cao. Thì để các bạn cùng xem nha. Tiếp tục là tới đôi dài. Đôi dài sẽ là nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, kháng chí mạng, né tránh luôn. Quá kinh khủng, quá kinh khủng luôn. Bây giờ mình sẽ coi chỉ số nha. Chỉ số hạt này lực tay 13k rưỡi. Thì so với server này mình sẽ coi lực tay của bạn top 2 đi. Bạn top 2 là 11k8. Thì 13k rưỡi cũng hơi bị cao nha. Trời ơi trời, dữ gì trời. Quá dữ luôn. 13k rưỡi lực tay là quá cao luôn. Quá cao. Tiếp tục đập về phần né tránh 56%. Ôi không tin được luôn. Ở mức level này mà né tránh đạt 56% là phải nói là một đẳng cấp luôn. Quá dữ dương ngôn cung. Đỡ đòn 31%, đỡ đòn miễn thương 62, chí mạng 99, kháng chí mạng 72, sát thương bạo kích. Kháng chí mạng này thì bây giờ các bạn thấy mát rất là dễ luôn. Hồi xưa là các bạn phải up tuyệt kỹ, còn bây giờ ra thêm cái bát quái nữa thì có thể có thêm kháng chí mạng bát quái nữa. Miễn sát thương bạo kích 62%, hồi sinh lực, hút sinh lực chưa tới 1%. Những cái phần kháng này của ảnh thì đạt ở mức trung bình 60% giảm kháng nha mọi người. Tiếp tục là bỏ kháng kim. Bỏ kháng kim là 35%. Anh này thì không có chơi đá tỷ lệ giảm. Ủa mình nhớ là Dương Môn Cung là có cái chiêu tỷ lệ giảm mà sao ở đây anh không có ta. Hay là ra ngoài nó mới build lên. Ra ngoài nó build lên nha mọi người nha. Cường hóa ngũ hành này, kháng tất cả bất lợi, ra ngoài nó mới build lên nha. Ra ngoài nó mới lên này. Thì ở đây quá chính xác rồi. Dương Môn Cung có cái này thì các bạn ép 4 viên như anh này theo mình khá là chuẩn luôn. Tiếp tục là về cái bí kíp. Bí kíp của anh sẽ xài càng hôm nay nó di tấn công kháng tất cả, thời gian choáng chuẩn. Đập cô của kiếm cuốn chính phái, quá chuẩn luôn. Nhất dương chỉ, cái cuốn này thì anh xài thì nói chung thì nó không chuẩn lắm. Nhưng mà tại vì trong đồ của anh thiếu sát thương bạo kích hơi nhiều.
sát thương bạo kích của anh. Cuốn này thì theo mình hiện tại ít ai xài, hiện tại anh xài cuốn động môn nào ở chủng này. Hiện tại cái cuốn này có thể đổi thành cái cuốn tấn công, khiến tất cả thời gian làm chậm giảm. Hiện tại các bạn thấy meta này ấy, là rất nhiều anh top luôn, rất nhiều anh top xài một cuốn chứng phái và ba cuốn tấn công khiến tất cả luôn. Là những anh top bây giờ build theo kiểu mà tấn công hết tất cả thời gian nằm chậm để lấy lực tay cao. Lực tay cao quýnh cực kỳ thốn luôn mọi người. Lực tay bây giờ là cái gì đó rất là thốn luôn. Bây giờ mình sẽ coi tuyệt học. Tuyệt học của anh này, tuyệt học của anh này sẽ là nội công. Tuyệt học anh này bậc 8, nội công chí mạng, không có sát thương chí mạng ở đây. Vật lý nội tấn công đỡ đầu miễn thương. Cái đỡ đầu miễn thương này theo mình là nên bỏ, bỏ thay bằng sát thương chí mạng. Bỏ thay bằng sát thương chí mạng thì cái cuốn chứng phái ở ngoài kia thì có thể bỏ sát thương chí mạng đi để mình thay cuốn tấn công vô để tối ưu lực tay luôn, tối lực tay để cho lực tay cao vào giao tranh, xả cái mưa cái kia xuống, xả cái này lụm tiền, xả cái lụm tiền rất là khó chịu trong giao tranh luôn nếu lực tay bạn khủng. Thì ở đây anh này anh chơi thêm cái này thì theo mình là cũng được, cũng được, nhưng mà nếu mà lấy cái full dam á vẫn ok hơn. Tại vì anh đang thiếu kháng sát thương chí mạng khá nhiều nha, nên anh phải lấy tuyệt kỹ này. Thì nãy giờ mình review đồ ảnh á, thì mình cảm nhận là thiếu sát thương chí mạng nhiều, nên bắt buộc anh phải lấy cái này. Cái số 2 thì lấy cái này là chuẩn rồi mọi người. Up 3 cái này tốn kém lắm. Tiếp tục là mình tới cái bát quái của ảnh đi. Cái bát quái của ảnh này, bát quái thì khảm và cường hóa. Khảm cường hóa cũng hơi ngon nha. Nội công lụm tiền, nội công chí mạng né tránh kiên cường, nội công chí mạng né tránh, nội công kháng chí mạng kháng tất cả, tấn công hút sinh lực, sát thương chí mạng. Anh ở đây anh bị thiếu mọi người, anh bị thiếu cái viên sát thương chí mạng ấy. Cái viên sát thương chí mạng anh chưa có đủ này. Cái viên anh tại vì nếu mà anh muốn đẩy cuốn kia ra thì anh phải tìm cái sát thương chí mạng. Sát thương chí mạng anh thiếu mới có một viên nè. Nội công thì anh đủ 3 viên, là một viên nội công, 3 viên nội công rồi. Anh thiếu sát thương chí mạng và cái tấn công. Mua thêm đá tấn công mọi người, đá tấn công. Bây giờ tới qua lượng cực đi. Rồi trời. Cái gì ngon như vậy? Lượng cực bậc 8, né tránh chí mạng bỏ né cương cường, trời ơi ngon dữ trời. Wow, quá dữ luôn. Nội công chí mạng sinh khí, quá đẹp luôn. Lưỡng cực thì búp lên, anh búp dữ quá. Này đầu tư bác quái kinh quá luôn mọi người. Đầu tư quái kinh quá. Nhạc này đầu tư khủng quá mọi người. Để chung mình xin kết thúc video review bạc của anh Tượng Nguyễn Nhã ở S216. Thì bạn thấy là một cái act top mà ở server mới bây giờ chịu chơi cũng khá là dữ, không có thua kém gì những anh em top đầu. Thì nói chung theo mình, khi mà gọt phép 2-17 sẽ là trận đánh kinh khủng, kinh thiên động địa luôn. Thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ có những video cho anh em. Và nếu ở server nào các bạn những có những trận chiến đang rất là căng thẳng giữa hai bang mà đòi hỏi những tư duy chiến thuật đánh rất là cân bằng cũng như là ok thì cứ liên hệ mình. Thì mình xin kết thúc video đây. Hẹn mọi người trong video kỳ sau. Và nhớ ủng hộ thẻ xin cũng như các phụ mình nha. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người trong video kỳ sau.